Và chúng ta sẽ sang phần số 5, đó là phần chí sửa dễ. Chí sửa dễ, chúng ta tiếp tục thêm một cặp liên từ, đó là cho dù hoặc là dù cho cái gì đó cũng. Hả ba? Thì trong cấu trúc này thì chúng ta sẽ ghép lại và chúng ta đặt câu cho cô ví dụ nhé. Đầu tiên cô sẽ ví dụ trước cho các bạn, đó là cho dù cái gì đó, dù cho cái gì đó cũng cái gì đó. Ví dụ này, chí sửa y điển quan xin dễ răng tha cao xin. Chí sửa y điển quan xin dễ răng tha cao xin. Chỉ là cho dù là một chút quan tâm cũng làm cho anh ấy vui. Sư ba? À, đó là câu ví dụ của cô. Và tương tự các bạn cũng sẽ comment đặt câu cho cô để cô sửa bài cho các bạn nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Zài jiàn.